Quý vị và các bạn, cũng trong năm 2022 vừa qua, bên cạnh nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia là xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sầu riêng Đạ Oai, thì tỉnh Lâm Đồng cũng đã đặt hàng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý Lâm Đồng cho sản phẩm cà phê nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho cà phê của Lâm Đồng. Có thể thấy rằng trong xu thế cạnh tranh của thị trường nông sản, xây dựng chỉ dẫn địa lý là bước đệm để nâng tầm cho sản phẩm địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế. Theo số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, dù bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh đạt trên 538 triệu đô la Mỹ. Trong đó phải kể đến cà phê đạt hơn 168 triệu đô la Mỹ. Con số này cho thấy cà phê là một trong những mặt hàng nông sản có nhiều dư địa để phát triển. Lâm Đồng nằm trong vùng vành đai nhiệt đới, lượng mưa phân bố đều giữa các tháng trong năm, nhất là những tháng cà phê sinh trưởng. Khí hậu tại Lâm Đồng chia thành hai miền rõ rệt. Miền khí hậu vùng thấp hơn 1.500 mét thuộc khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thích hợp với cà phê Robusta. Miền khí hậu vùng cao hơn 1.500 mét có mùa đông lạnh và có mưa phùn thích hợp với cà phê Arabica. Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong cả nước có ưu thế về chất lượng đối với cả hai dòng cà phê Arabica và Robusta. Tôi thì đã từng nếm cà phê của năm tỉnh Tây Nguyên. Với cà phê của tỉnh Lâm Đồng thì hiện tại Robusta là nó sẽ tập trung vào cái vị chua rất là thanh. Vì nó trồng ở trên cao, đó là một lợi thế của tỉnh Lâm Đồng. Cái thứ hai là nó rất là ngọt và sạch ở cái hậu vị, kèm với một ít hương trái cây và rất tinh tế khi mà có hương hoa. Đó là cái điều khác biệt của cà phê tỉnh Lâm Đồng. Còn đối với cà phê của Buôn Ma Thuột hoặc là cà phê của Gia Lai thì nó sẽ có những cái đặc trưng thiên về sô-cô-la sữa hoặc là sô-cô-la đen. Thì đó là cái tính đặc trưng của tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, Lâm Đồng có khoảng 176.000 hectare cà phê, sản lượng đạt 563.000 tấn. Trong đó, diện tích cà phê Arabica khoảng 17.500 hectare, chiếm 10,2% tổng diện tích. Tuy là tỉnh đứng thứ hai cả nước về diện tích sau Đắk Lắk, song cà phê Lâm Đồng có năng suất bình quân và sản lượng cao nhất cả nước. Mặc dù đã được xây dựng và bảo hộ nhiều nhãn hiệu chứng nhận cho cà phê tại địa phương, nhưng vẫn còn những hạn chế về phát triển thương hiệu đặc sản cà phê, thế mạnh vùng địa lý. Sự rời rạc kết nối từ các nhãn hiệu chứng nhận cho cùng sản phẩm và chỉ khác vùng địa lý trong quảng bá và phát triển để cạnh tranh với những sản phẩm trong nước. Vô hình chung, giảm đi tính đặc trưng sản phẩm cà phê của tỉnh Lâm Đồng. Do đó, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Lâm Đồng để xây dựng, quản lý, phát triển sản phẩm cà phê của tỉnh Lâm Đồng là rất cần thiết. Việc mà xây dựng cái chỉ dẫn địa lý cà phê cũng là một cái việc tạo danh tiếng cho cà phê Lâm Đồng. Về cái hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng thì chúng tôi cũng xem xét đến các yếu tố về sở hữu trí tuệ, về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Còn về đi sau thì chúng tôi cũng sẽ kết hợp đối với cái việc mà phát triển chuỗi cũng như là truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Thì cái việc mà xây dựng chỉ dẫn địa lý là cái cơ sở dữ liệu, xây dựng được một cơ sở dữ liệu cho cái việc mà xây dựng cái hệ thống quản lý về truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Cái việc là cung cấp thông tin một cách minh bạch, rõ ràng và cụ thể, có cơ sở để cho kể cả những người trồng cà phê, người ta cũng biết được rằng là cái đặc tính cà phê, cái đặc tính về mặt hương vị của cái vùng miền, vùng cà phê này nó như thế nào, để người ta có các cái phương pháp canh tác và chế biến làm sao cho nó phù hợp. Còn đối với lại các cái nhà rang và sản xuất cà phê đó, thì họ có thể có được những cái thông tin cơ bản để mô tả một cách xác đáng hơn về mặt sản phẩm và giúp cho cái người tiêu dùng, người ta có thể phân biệt được các cái loại cà phê khác nhau ở những cái khu vực khác nhau. Đối với lại đơn vị sản xuất ấy, họ có thể sẽ tận dụng được một vài cái lợi thế về mặt hương vị hay là về mặt địa lý. Với những thế mạnh về vùng sản xuất và sản phẩm cà phê đa dạng, hiện thị trường xuất khẩu cà phê của Lâm Đồng đang được mở rộng. Hơn 70% sản phẩm cà phê tại Lâm Đồng được xuất đi các nước trên thế giới. Chỉ dẫn địa lý sẽ chắp thêm cánh cho cà phê Lâm Đồng tiếp cận thị trường nội địa hơn 100 triệu dân và cũng chính là giấy thông hành tiếp cận với những thị trường có yêu cầu cao.